Tâm xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Sáng hôm nay thì hiện tại anh em mình tiếp tục có mặt ở nhà lúa em các bác ạ. Ngày hôm nay thì là anh Công cũng đã liên hệ với lại anh em thuê một cái máy đầm đất lên. Từ sáng thì là mấy giờ mình làm rồi anh? 6 giờ lên đây rồi à? Nhà mình ở đâu? Ở nhà Phứa mà. Khu nhà Phứa? Thế cái máy này ở Yên Minh chứ? Cái máy này máy của thằng Giống Yên Minh đấy bữa. Còn anh là đi làm thuê đúng không? Đúng rồi. 6 giờ lên đây rồi. Hiện tại thì không thấy phần trong nhà và hai phòng ngủ thì là anh đã đầm xong rồi. Như này ổn chưa đấy? Ổn chưa đấy? Cái này được rồi. Trong nhà thế này được chưa? Được. Mấy nữa lại lún nhá. Sao mà lún được? Cái này được hai lần rồi. Cái này được lần nào chưa? Vẫn được hai lần nữa. Bây giờ đáp sửa như này thì đầm thêm một lần nữa. Đây đầm thêm một lần nữa đi. Chỗ này nhìn chưa được nén lắm. Hôm nay thì là anh Công ốm các bác ạ. Anh Công ốm. Đấy. Là đáng lẽ là sáng ngày hôm nay là anh em mình triển khai làm phần mái rồi. Đấy. Và sáng nay thật sự là cũng hơi hụt hẫng khi mà anh Công là ốm không lên được. Không biết là sau ngày hôm nay anh ấy có khỏe lại không. Thì hy vọng rằng sáng ngày mai anh sẽ cùng anh em thợ của anh lên tiến hành làm luôn. Đấy. Lúa em bây giờ là khâm dặn xúc cái cát này ra. Đấy, xúc bột đá ra để mà đào cái chỗ này. Mình nữa anh em thợ lên thì bắt đầu là xây be lại một cái sân nữa. Xây be lại cái khoảng đất của lúa thành một cái sân. Đấy. Cái máy này bao nhiêu cân? Cái này nặng đấy, gần tạ như nào. 89 cân. Nó nhẹ quá thì không đầm được. Thì nó lớn như này. Lớn như này. Chụp cái nó cho xong tí. Đấy, tuyệt. Ở gần nhà Phứa à? Thế là 5:30 lên đây rồi. Sợ tắc đường đúng không? Giờ này các bác con đường kia tắc quá. Đang mở đường. Mỗi lần tắc là độ khoảng 1 tiếng. Rất là mất thời gian. Sau bây giờ thì độ 9:30 các bác. 9:30. Mới đầu không hỏi anh Công mà thuê thêm một buổi 500. Tuy nhiên thì là bạn này lại bảo là 1 tiếng 250, thì khả năng là anh em làm từ sáng giờ từ 6:30 đi 7-8, độ khoảng 3 tiếng. Đấy, cái đất này thì là không có nước vào, thế nên là đầm rất là bụi. Với một cái độ nén như thế này thì khả năng là tới nay lầm mái rồi, anh em sẽ triển khai là lát nền nữa thôi. Đầm như này là ok rồi các bác. Mình không có nước đấy, nếu mà có nước mình cho vào thì đỡ hơn rất là nhiều, thì đỡ phải đầm thì đất nó cũng lún được. Mà nước xây còn thiếu thì thật sự là để mà nước cho vào đây thì rất là hiếm luôn. Đấy. Trong cái công việc của khoán thợ làm ngôi nhà này ấy, thì là Khâm sẽ khoán cho anh em làm cả cái chân téc nước này phía đằng sau này, rồi là be cái khu vực dùng cái số gạch này be cái khu vực sân này nữa các bác nhé. Đấy, be sân vuông góc. Lúa đi đâu đấy? Nước là em xúc nốt đi, xúc nốt để con đào. À, đang bơm à? Đang bơm gì? Anh tưởng là đang không bơm. Bơm lên chỗ lúa gì? À,
anh em mình sẽ bè vuông góc một cái sân nữa. Đấy, cho một cái khoảng sân. Gạch đợt này không lấy lên thì là sẽ tính cả phần bao bè sân này nữa thì là sẽ vừa đủ thôi. Đấy, không có thừa không thiếu. Này, em lấy cái này làm. Hy vọng rằng là ngày hôm nay anh Công sẽ khỏi ốm các bác. Chẳng lẽ là anh em mình hôm nay anh ấy lên làm mái luôn, là tiện là còn trao cái số tiền mà cô Lan Đồng Nai gửi cho anh em mình kìa. Mỗi anh em là được 500.000. Qua video này thì cháu Khâm cũng xin cảm ơn bác Phan Thanh Sơn. À Khâm, không biết là có đúng phải bác Phan Thanh Sơn không, khi mà bác gửi 500.000 cho em bé 10 tuổi về cõng gạch mà con của mẹ lúa anh lúa em kìa đi lấy chồng hai kìa. Đấy, là 500.000. Thì không thấy bác gọi điện cũng như là nhắn tin hay kết bạn với cháu Khâm, thế cho nên là cháu Khâm chỉ nhờ bên ngân hàng tra ra tài khoản là chủ tài khoản là Phan Thanh Sơn. Đấy, thì là Khâm sẽ sắp xếp và có thể là đến nhà em ấy gặp và ghi hình trực tiếp trao cho khách quan. Thì rất là cảm ơn bác, bởi vì cái tiến độ thực tế với video thì chậm khoảng độ 2 đến 2 ngày rưỡi. Thì trong video này cháu Khâm mới thông tin được, thì mong bác là thông cảm. Còn cái vấn đề nước nôi thì đấy này, anh em mình sẽ tiếp tục giải quyết cho lô em nước nôi uống. Đợt này khi mà thợ xây được đến tầm này và nước sử dụng được đến vậy là cũng tạm là ổn rồi. Nước xây thì mình không quá lo lắng rồi. Tôi chi bữa không tựa? Chi chi hôm nay mà. Bữa nay mà. Bữa tao tôi giặt chi luôn. Hả? Bữa tao tôi giặt chi nó tao luôn. Ừ. Bữa tao nó chơi. Bữa tao nó chơi cho. Ba tụi mình nhỏ quá. Ba tụi mình nhỏ quá, open đúng không? Ừ. Ba tụi mình nhỏ quá. Thì em biết nó tổ. Ừ. Nói thật sự là lũ anh, lũ em rồi là em Phứ, khi mà qua cái sự chia sẻ của các em thì bố mẹ rất là gay gắt. Đấy. Nào là bố Phứ rồi là bố vợ lũ em. Đấy. Từng xô xát với lũ em, không nghĩ là phải là một người rất là hung dữ cơ. Đấy. Khi gặp thì cũng không thấy các bác ấy. Có lẽ là khi mà giao thiệp với Khâm thì các bác có một cái thái độ khác. Nhưng mà khi say rượu về thì mình cũng không biết được thế nào. Bố em ấy vừa chia sẻ ở lại hộ con gái làm nhà mấy hôm. Tôi nẻ đấy. Hả? Tôi nẻ đấy. Tôi nẻ nhỏ là cho tôi nhu à. À. Tôi nẻ con nhu theo. Ừ. Mẹ thì ở nhà làm nương và chăn bò. Bò.
mô hăn tàu tù nhu à. Ít tù nhu. Lâu hôm nay khỏe rồi đấy nhỉ? Hôm nọ bị chảy máu cam một tí đấy. Số bột này sẽ phục vụ vào việc lát nền nữa các bác nhé. Đấy. Lát nền và thừa ra thì anh em mình nếu còn thừa ra còn đủ thì làm sao là đổ cái sân đấy. Sân không đổ không được các bác ạ. Nhưng mà đất như thế này thì mưa về sẽ rất là bẩn luôn. Đây hầu mà nhưng mà đây hầu bé mà mà anh em mình sẽ mất khoảng độ 2 ngày làm mái nữa các bác. 2 ngày làm mái. Ngay buổi tối ngày hôm qua khi mà anh em thợ xong và đi về ấy, thì chỗ anh Đô trưởng thợ là tối cũng đã về đến nhà Khâm và trực tiếp là ứng trước 5 triệu để cho anh em có một chút tiền về cho vợ con. Đấy. Thì là anh em mình đã vào sổ là 5 triệu tiền. Còn số tiền còn lại khi mà xong Khâm nhận bàn giao xong thì Khâm sẽ thanh toán và có lẽ là sẽ có một cái video thanh toán tiền công cho thợ. Anh em mình cứ căn cứ vào những cái công làm từ các ngôi nhà thiện nguyện khác và trả cho các anh thôi. Tất nhiên là phần công nhà của lũ em sẽ xem hơn những cái ngôi nhà khác một chút, bởi vì là những cái phần việc Khâm đã chia sẻ từ những tất cả những video trước rồi thì các phần việc là nhiều hơn một chút. Đấy, từ những cái thiết kế ống nước các thứ là Khâm bảo Khâm khoán cho các anh em thợ luôn, làm luôn để là sau này đỡ anh em mình phải đi xử lý lại. Đấy, như trước lũ anh thì Khâm lại vẫn phải nhờ đến anh công xử lý lại hết tất cả những cái ống nước. Đấy, rồi là tét nước. Đấy, thiết kế đường nước vào nhà. Thế thì đợt này là thay vì rút kinh nghiệm là anh em mình phải đi sửa sai lại và làm lại thì là Khâm giao trách nhiệm cho đội thợ ngay từ đầu. Đấy, thì những cái phần ống nước cái thứ này chỗ anh Thao là anh cũng đã lên sổ sách hết, từ những cái ống nước, từ những cái nhỏ nhất là những cái cút. Đấy, rồi là cái phần tét nước sau này là cũng sẽ là thợ trực tiếp xây lên và thiết kế đường nước vào trong nhà. Đấy, thì là căn cứ vào những cái công cán làm của đội thợ thì mình sẽ trả đúng cho các anh em thôi các bác ạ. Bây giờ lợp sang phần mái này cũng thở phào nhẹ nhõm rồi các bác. Đấy. Phần mái thì là có thể là ok, thì những cái phần chát trong nhà hay là lát nền trời có nắng có mưa thì anh em vẫn tiến hành bình thường thôi. Bơm xong chưa? Tìm một cái xẻng nữa về hai người xúc cho nhanh. Anh bảo bé xúc đến đây đúng ra đúng không? Từ đây ra đúng không? Thì bắt buộc em phải xúc từ dưới đây, đổ hết ra bên kia, thẳng cái cồn đây ra. Đấy. Xây là sẽ xây đến hết đất của em ở đây. Lên đây thôi á. Có
có thể là sẽ ra đến đây. Có thể anh sẽ bảo anh em xây đến đây để cho một cái đường đất. Đúng rồi, đường đất cho anh Sử đi xe máy xuống nhà dưới. Sao? Vấn đề gì? Cắt chám có chỗ để. Đúng rồi, phải để một chỗ để cắt chám nhá. Nó chảy ra nó có tay thốt một sát nhạc. Thốt một tay rồi. Cắt chát này mấy nữa anh bảo để vào đây này luôn. Cắt chát thì 4 khối không đáng, không có bao nhiêu đâu. 4 khối thôi. Đấy. Bố ngủ lán đúng không? Có rượu cho bố uống không? Không có, không có rượu. Anh chịu thế thôi. Anh biết bố vợ em uống rượu vào nói nhiều đúng không? Đây, làm nhà mới là bố không vấn đề gì chứ, không nói gì nữa đâu chứ. Trước đây thì hơi căng thẳng nha. Sáng anh ấy làm đây từ mấy giờ? Sáng á? À, anh về đổ á? Đầm cái này. 6 giờ về. 6 giờ, đúng 6 giờ. 6 giờ đến bây giờ 9 rưỡi thì anh ấy làm được khoảng 3 tiếng đi nhỉ. Được rồi, người ta làm này thì trả công cán cho người ta hợp lý thôi. Đi thị trấn lên đây 5 rưỡi lên đây rồi. Hôm nay có khi là anh Thao sẽ lên làm cái tét nước, chân tét nước ấy. Con của mẹ bao giờ đi học về? Cái em bé hôm nọ 10 tuổi kia tên là gì đấy? Em bé gái kia. Chợ. Chợ à? Anh lại có quà cho chợ đấy. Con trai Hải. Hải á? Anh có 500.000 cho chợ đấy. Chợ đi học ở đâu? Học dưới này á? Mấy giờ mới được nghỉ? 11 giờ. 11 giờ cơ. Bảo với mẹ nhé, anh lại có ít quà cho chợ. 500.000 của một bác tên là Sơn. Đấy, không biết là bác là tên là Sơn hay là bác tên khác, nhưng mà có thể là cũng có các bác gửi tiền nhờ anh em hay là con cái con cháu gửi cho, thì anh em mình không chỉ biết tra qua số tài khoản thì là tên là Phan Thanh Sơn thôi. Một lần nữa thì cảm ơn bác rất nhiều, cháu Khâm sẽ trao tận tay đến em ấy. Rất mong là khi mà cô bác anh chị chuyển khoản thì ít nhất là có thể cho cháu Khâm cái nội dung chuyển khoản thì kèm theo tên và địa chỉ của các bác để cháu Khâm biết công khai và báo đến các hoàn cảnh các bác ạ. Đấy. Hả? Đó của em thẳng là như nào? Đó của em. Đất của em đây ra đây, vuông ra đây làm đi.
Đấy, các bác, cô bác comment từ những video trước ấy cũng bảo rằng là bác thì là cướp đất của em, rồi là không ai lên tiếng, rồi là nắng mai không lên tiếng như này hay kia. Thực sự là các bác xem quá trình ngay từ ban đầu ấy, từ cái lúc làm giấy tờ rồi từ cái lúc chính quyền xã xuống làm việc cũng chỉ được một cái diện tích như thế này thôi, thì làm sao mà bản thân Khâm là một người đi làm nhịp cầu nối thì làm sao mà Khâm can thiệp được sâu. Và Khâm nói là Khâm có thể là các bác xem kỹ thì sẽ là thấy Khâm nói nhiều nhất về cái vấn đề đất cát của lúa em đấy, là anh em mình đấu tranh được cho lúa đến một cái mức độ như thế này thôi. Bản thân anh em xây được, kết nối xây được một cái ngôi nhà này cho em lúa là cháu Khâm rất là vui rồi, không có vấn đề quá băn khoăn nhiều nữa các bác ạ. Đấy, có thể là trong cái quá trình làm các bác thấy là về góc độ luật pháp anh em mình làm chưa hợp lý, nhưng thực sự là đấy, chính quyền xã xuống cũng chỉ làm được như vậy thôi, thì Khâm cũng không làm được gì khác hơn rồi. Đấy, tới này bàn giao thì như những video trước chia sẻ sẽ có văn bản và sẽ có bên đại diện ở xã. Thế trước ngày hôm đó thì anh em mình có thể làm văn bản lên xã đóng dấu má đầy đủ, cái hôm bàn giao nhà là anh em xuống và thông qua thế thôi. Đấy. Tắc đường nữa, tắc mất hơn tiếng rồi. Anh đứng từ 8:11 đến giờ là hơn 9:00 rồi, 9:30 rồi. Bây giờ 10:00 kém. Đấy, 10:00 kém rồi. Lên đến đây nữa 10:00 kém. Hôm nay thì đấy, như đầu video Khâm chia sẻ là anh Công bị ốm đấy, thì là không biết anh bị ốm như nào. Hôm qua thì anh em vẫn đi làm, nhưng mà trái gió trở trời thì hồi sáng nay gọi điện là giọng khàn hết rồi, ho. Em gọi sáng, khi mà anh mà ốm là em cũng gọi cho anh rồi, gọi FaceTime hỏi thăm, cũng thấy giọng khác khác rồi. Không biết là ốm như thế nào, chắc là cũng cảm lạnh các thứ thôi. Đang do thời tiết thôi. Không, đáng lẽ là hôm nay đang trên mái này này. Đấy. Bởi vì là anh Công không lên thì là thứ nhất thì là để cho anh em thợ của anh lên ấy thì sẽ không biết việc lắm, bởi vì anh là anh lên anh sẽ chỉ đạo trực tiếp là bắn chỗ này, làm chỗ này, làm chỗ này ấy, thì anh phải phát đồ cho thì mấy anh em thợ cứ triển khai thôi. Chứ còn để mà anh em thợ chỗ anh Công là Khâm cũng thấy có 3-4 thợ đấy, nhưng mà khi mà họ lên thì biết đâu là làm lại không đúng ý đấy, thì thành ra là phải dừng mất. Hy vọng là một ngày thôi. Hy vọng là một ngày thôi, là ngày mai là anh em sẽ là mai anh em là có mặt trên mái rồi để mà tiến hành làm rồi. Đấy. Nãy là thợ đến đầm hết rồi đúng không? Thợ đến đầm hết rồi anh ạ. Đấy, anh gọi điện thế là anh ấy bảo là đi sau ông ấy có 15 phút thôi. Ông phát cái là mình đi sau là lại tắc đường luôn. Không, thợ lên sớm đấy. Ừ. Thợ lên sớm rồi. Đến trước anh lâu đấy. Là sáng nay là vào là cũng đầm trong khu vực nhà rồi, là hai phòng ngủ với lại phần hiên này rồi. Sân vẫn còn nhiều đất quá nhỉ. Còn sân là hôm nay em đang cho lũ em là đấy xúc hết cái cát sang bên kia để là thợ sẽ be gạch, tất nhiên là sẽ phải đào xuống một cái chút móng bé làm cái đất, đào xuống cái đất thịt ấy. Đấy là một cái móng bé rồi anh em thợ đặt gạch lên độ khoảng được ra đến đây thôi nhỉ, không nhỉ, chân là anh ừ. Đây chứ, à đây đến chỗ đường đi này, chân ra đến đây này, đây đúng không, ra đến ranh giới đất, ra đến ranh giới nhà đến của lũ em này. Đấy thì cái số gạch này mới đủ chứ. Chứ một cái sân khoảng giữa này xấu lắm anh ạ. Từ đây sang vuông vắn sang bên kia. Anh đang nói là cái chiều rộng của sân ra đến đây đúng không? Đúng rồi, chiều rộng của sân. Đây mới đầu là anh em tính làm hết đến đây này. Nhưng mà là vấn đề là sẽ cao hơn nhà sử đường xuống kìa. Cao hơn không vấn đề gì, nhưng mà nhà sử sẽ không có lối vào xe máy vào. Ừ. Không thể nào mà mình xây sân rồi lại làm lồi lõm lên, lồi bên kia lên, lõm xuống này xuống thì xấu cái sân của lúa quá. Sau này nó phơi thóc phơi ngô, rồi là mình cũng muốn làm vuông vắn cho nó đẹp cái sân. Đấy, sân thì sẽ lại thấp hơn hiên một bậc nữa. Đấy, vẫn phải để một lối cho sử đi xe máy vòng vào hoặc là đi bộ vòng vào. Đấy. Thế sân lỗ em sau này cũng rộng lắm đấy. 4 mét sân mà. 4 mét, chiều này là 10 mét thì là có hẳn 40 mét vuông sân nữa. À, nếu mà mình lùi lại thì chỉ khoảng được 3 mét thôi. 3 mét 2 gì đó. Bởi vì vẫn phải để khoảng 75 phân
cho đường đi của nhà dưới đấy. Khâm đang bị nhầm là anh em mình đo hết từ đây sang là 4 mét. Tiền thì là bởi vì là anh Công làm việc với đội đấy thì cứ anh chuyển khoản cho, rồi là kê hết vào sổ sách cho em. Ở bên bên anh vẫn còn mà. Thì là nếu mà không đủ cái đầm này thì anh chi. À, kênh anh chi. Rất cảm ơn kênh các Hoa Đá Cao Nguyên. Quỹ của lúa em thì cũng thông báo với cô bác anh chị luôn là hôm qua Hoa Đá Cao Nguyên cũng nhận được một số tiền từ bên Mỹ của cô Vân. Dạ. Thay mặt kênh thì cháu Khâm cũng rất là cảm ơn đấy, đến có, cô. Bên kênh Nắng Mai cũng được cô hỗ trợ 2 triệu tiền xăng xe đi lại này. Dạ. Hoa Đá Cao Nguyên cũng vui, cũng có 2 triệu. À. Đấy, cũng được cô hỗ trợ 2 triệu để xăng xe đi lại. Và còn số tiền còn lại trong cái khoảng 500 đô đấy thì còn lại thì sẽ cho lúa em làm nhà. Dạ. Hỗ trợ lúa em làm nhà. Đấy thì hôm qua các anh không ở đây thì là cũng có một thông tin là một khoản hỗ trợ của cô Lan Đồng Nai là cũng ủng hộ là 2.500.000, trong đó thì là 500.000 thì là nhờ cháu Khâm là mua giống ngô để phân các thứ, rồi là số tiền còn dư thì cứ quản lý để mà tới này hỗ trợ lúa em trong cái trồng trọt ngô các thứ ấy. Còn bốn anh em mình Khâm Khởi Công Đức thì là cô tặng cho anh em mỗi người 500.000 đồng. Đấy. Cũng muốn là đông đủ thì là sẽ gửi cho anh em luôn. Đấy, ông Công hôm nay anh Công lại ốm. Đấy. Anh em mình thì không phải nói rồi, những cái công việc từ trước đến nay là luôn luôn là đồng hành với nhau một cách tin tưởng nhau nhất và đoàn kết với nhau nhất rồi. Đấy. Hy vọng là các bác sẽ luôn luôn ủng hộ hai kênh. Anh Đức thì có lẽ là sẽ lên hình khá là ít vì là một trong những camera hy sinh thầm lặng cũng như em Khởi thôi. Anh em là toàn đứng sau ống kính. Tất cả những thước phim của ba anh chị đang xem thì là đều qua sự chỉnh sửa của hai anh em hết. Đấy, bởi vì cháu Khâm thì cũng đi làm lên hình và khi mà về lại vợ con các thứ nữa, mọi công việc edit video, quay video thực sự là em Khởi và anh Đức là những người làm hết các bác ạ. Đấy là tâm sự ngoài lề một chút. Đấy, còn về tiến độ của lũ em thì là anh em mình đẩy cực nhanh, 2 ngày rưỡi là thu nóc xong. Đáng lẽ là tiến độ là hôm nay là phải được một nửa mái rồi, nhưng mà do một cái sự cố hy hữu anh Công bị ốm cho nên là đang tạm thời trì hoãn lại một ngày đi. Đấy, hy vọng là một ngày thôi, là mai sức khỏe anh lại bình thường và thời tiết mai vẫn đẹp như thế này để anh em lên mái. Đấy. Phải đào xuống một tí nhé. Em phải đào xuống cái đất thịt em một tí. Đúng rồi. Căng ra, vuông góc ra. Bác này là ở đâu? Bố vợ. Ở đây là bố vợ à? Bố vợ đấy. Bố vợ cũng là một trong những nhân vật đình đám trước đây của lũ em. Nhưng mà khi chạm mặt thì cũng thấy bác ấy cũng bình thường thôi mà. Rồi là chắc là chưa gặp lúc uống rượu thôi. Bác này là được các anh em thợ là tại vì là hôm nọ lên hộ lũ em là anh em thợ có 5 người thôi, là không là muốn đẩy nhanh tiến độ làm nhà thì anh em thợ bắt buộc là phải thuê thêm khoảng 4-5 nhân công ở địa phương nữa. Thì hôm đấy bố vợ cùng đây này, cùng mẹ lầu lên đây thì là bảo là xem bác là có phụ hộ được không, thì là bác bảo được thì thuê luôn, thuê thêm một người phụ hộ. Đứt à? Căn hết sang anh Đức ạ, căn hết sang cái bờ tường bên kia, vuông vào. Anh em thôi từ đây được 3 mét sân, 3 x 10 30 mét vuông sân nữa thì có bao nhiêu ngô, bao nhiêu thóc thì tha hồ mà phơi, hai vợ chồng thôi mà. Tha hồ thì hơi quá nhưng mà đủ một cái diện tích để mà phơi rồi là sinh hoạt đấy.
Cắm tạm đi, cắm tạm rồi đấy. Mấy nữa thợ làm, thợ căn lại, chỉnh lại. Mấy nữa. Hôm nay là bố trí công việc cho lũ em thôi. Bây giờ là đấy. Cho căn xong cái chỗ này đã. Ba mét thì tính ở cái hiên kia các bác. Đấy. Trừ cái hiên ra một mét thì vẫn được khoảng 2 mét sân. À đâu, không nhầm. Chỗ kia ra đây vẫn được khoảng 3 mét. Và hiên ghê 1 mét nữa. Đấy. Lúa ơi, anh bảo nhé. Căn xong rồi tí nữa hất những cái đất, cái sau cước này này. Hất lại vào trong nhé. Hất lại vào trong rồi là anh Thao hướng dẫn rồi đấy. Anh thợ là hướng dẫn em từ hôm qua rồi đấy. Là em cứ đào. Đào, đào cũng... Lấy cái đinh đóng vào tường ấy. Đấy, hôm nay đã không bố trí những cái công việc còn lại để cho lũ em làm để triển khai. Thợ lên là cũng chỉ việc là đặt gạch làm thôi các bác ạ. Đấy. Đấy. Là ngày mai anh Công làm mái. Làm mái chắc mất khoảng 2 ngày thôi nhỉ, anh Đức nhỉ. Mất khoảng xa. Hàn dâu các thứ vào nữa. 2 ngày. Thì chắc khoảng cũng không biết, nếu mà đông 2-3 thợ vào thì nhanh cơ mà. 2 ngày, độ khoảng 2 ngày rưỡi thì là xong phần mái nữa, thì là tiếp tục xong phần mái thì thợ sẽ lại tiếp tục lên. Anh thấy là thời tiết cũng sẽ là mưa đấy. Đang đấy, em đang sợ điều đó thôi, nên là tranh thủ trời này là thôi về động viên anh Công khỏi ốm nhanh nhanh. Động viên anh Công khỏi ốm nhanh nhanh. Chào sóc kỹ vào đấy, anh em đi hỏi thăm đấy. Video ngày hôm nay thì chắc là cháu Khâm cũng xin phép khép lại tại đây thôi. Còn những công việc nhỏ còn lại thì Khâm sẽ tiếp tục bố trí cho lũ em triển khai luôn đấy. Ở nhà thì làm được việc gì thì hai việc đấy các bác ạ, là quá trình làm nhà của lũ em sẽ được Khâm tiếp tục cập nhật trên kênh. Chân thành cảm ơn quý cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào. Chào tất cả quý cô ba.